Dạ, Linh Lan xin kính chào bà con. Hôm nay vẫn chọn cái phòng này để cho cái âm thanh nói chuyện cho bà con nghe rõ hơn, là tại vì sẽ có những cái YouTuber khác, những cái YouTuber phản biện sẽ mượn các clip của Linh Lan để phát sóng trên kênh của họ. Hôm nay Linh Lan tổng kết hết tất cả mọi việc diễn ra ngày hôm nay để biết rằng về việc chính phủ có vào cuộc, có hỗ trợ Linh Lan và tất cả những cái như ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng hay không. Là mọi người đều xem hơn 5 tháng rồi, bây giờ là hơn 5 tháng qua cả nước mình ai cũng theo dõi việc này, ngay cả những cơ quan, ngay cả chính phủ cũng theo dõi việc này. Cho nên hôm qua Đinh Lan có vui mừng và khoe với mọi người về việc Bộ Công an, thanh tra Bộ Công an đã gửi cho Đinh Lan cái thông báo về việc chuyển đơn. Đinh Lan đọc sơ lại nhé. Thanh tra Bộ Công an, thanh tra bộ số công văn số 2496 thông báo về việc chuyển đơn. Đinh Lan sơ lược nha. Hà Nội ngày 2 tháng 8 năm 2021, kính gửi bà Đinh Thị Lan, địa chỉ 140/22 đường Lê Đức Thọ, phường 6, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Thanh tra Bộ Công an nhận được đơn ghi tên bà ngày 25 tháng 6 năm 2021, nguồn đơn bưu điện. Sau khi xem xét nội dung đơn, căn cứ Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 và thông tư liên tịch số 01/2017 ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao quy định về việc phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện một số quy định của Bộ Luật Tố tụng Hình sự năm 2015 về tiếp nhận, giải quyết, tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố. Thanh tra Bộ Công an đã chuyển đơn trên đến Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận 3 thành phố Hồ Chí Minh để xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật. Thanh tra Bộ Công an thông báo để bà biết liên hệ giải quyết. Ký thay chánh thanh tra, phó chánh thanh tra, thiếu tướng Nguyễn Xuân Hồng. Rồi, cái này Đinh Lan đã up trên Zalo 0931208805 rồi. Bà con chú ý theo dõi nha. Đinh Lan xin đọc một đoạn giữa của cái đơn tố cáo tố giác tội phạm của Đinh Lan tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng. Bà Hằng quen khói, ngông cuồng chửi bới, đe dọa sỉ nhục biết bao nhiêu người vô tội. Nên bằng đơn tố giác này, kính xin các cơ quan chức năng xử lý bà Hằng tội vu khống, bôi nhọ, sỉ nhục và xúc phạm nhân phẩm của nhiều cá nhân tổ chức tại Việt Nam, trong đó có tôi, cụ thể như sau. Ngày 6 tháng 3 năm 2021, bà Hằng có buổi tọa đàm mời hàng trăm tờ báo và hàng trăm YouTuber đến khu du lịch Đại Nam để tố cáo một cán bộ cấp cao của thành phố Hồ Chí Minh năm 2001 đã ép bà Hằng phải trao đổi tình dục với ông ta vào những ngày thứ Bảy và Chủ nhật thì mới duyệt dự án đất quận 2 thành phố Hồ Chí Minh mở ngoặc, chất đất Thủ Thiêm đóng ngoặc cho bà Hằng. Lời nói của bà Hằng được phát trên tất cả các trang mạng xã hội, có cả triệu lượt người xem tại Việt Nam lẫn bạn bè quốc tế, thì tôi thấy bức xúc cho bà Hằng nếu như lãnh đạo của thành phố Hồ Chí Minh thối nát như bà Hằng tố cáo. Nhưng nếu đây là bà Hằng bịa chuyện nhằm bôi nhọ cán bộ cấp cao của thành phố Hồ Chí Minh thì cá nhân tổ chức của thành phố Hồ Chí Minh phải vào cuộc, chứ không thể để một đất nước Việt Nam, một thành phố mang tên Bác Hồ Chí Minh lại là bị một người đàn bà vô học Nguyễn Phương Hằng bôi nhọ như vậy được. Ngày 8 tháng 6 năm 2021, bà Hằng lợi dụng kỷ niệm 15 năm ngày cưới của mình để quảng bá kêu gọi sự ủng hộ của 97 triệu dân Việt Nam trong buổi đại hội vạch mặt nhiều tên tuổi nữa của giới nghệ sĩ. Trong sóng livestream trực tiếp đó, bà Hằng đã kể một câu chuyện rùng rợn ở Malaysia về việc nuôi trẻ mồ côi để lấy nội tạng bán cho người giàu có và nói sẽ vạch mặt nữ ca sĩ Phi Phi Cô Nương cũng có trẻ mồ côi này tại Việt Nam. Mở ngoặc là ca sĩ Phi Nhung đóng ngoặc. 3. Ngày 10 tháng 6 năm 2021, bà Hằng đã lên mạng xã hội vu khống và bôi nhọ danh dự tôi vào lúc 19 giờ 15 phút ngày 10 tháng 6 về việc tôi hỏi bà Hằng sao mang được 36.000 đô sang Singapore để cứu một bé nạo úng thủy. Tôi khẳng định tôi không hề liên lạc với bà Hằng từ ngày 1 tháng 11 năm 2012. Tại sảnh khách sạn Red thành phố Hồ Chí Minh, tôi có tiếp xúc và ăn sáng làm việc với vợ chồng bà Hằng. Bà Hằng tự bịa ra câu hỏi và câu trả lời nhằm mục đích để chế nhạo, vu khống, sỉ nhục tôi là não ngắn như mới hỏi như vậy. Kính thưa
thưa các cơ quan chức năng, tự do ngôn luận không đồng nghĩa với việc thích nói gì thì nói, thích viết gì thì viết. Mà tự do ngôn luận phải trong khuôn khổ giới hạn, không làm ảnh hưởng đến các quyền và giá trị khác cũng được hiến pháp bảo vệ. Các giới hạn này được thể hiện các hành vi nghiêm cấm trong luật an ninh mạng, luật an toàn giao thông tin mạng, nghị định số 72/2013, nghị định của chính phủ. Các hành vi vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cá nhân tổ chức trên mạng xã hội tùy thuộc vào tính chất mức độ khác nhau có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại điểm A khoản 1 hoặc điểm 1 khoản 3, điều 5, nghị định 167/2013, nghị định chính phủ hoặc chi cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại điều 155, 156 của Bộ Luật Hình sự năm 2015. Đinh Lan đọc tới đoạn đó thôi để Đinh Lan cho bà con coi cái câu 2. Đinh Lan nói về cái việc mà ngày nói về cái ca sĩ Phi Nhung nhé. Đó, thấy chưa? Cái vụ đây là cái mục 2 là tại Đinh Lan đọc lại cái mục 2 nè. Ngày 8 tháng 6 năm 2021, bà Hằng lợi dụng kỷ niệm 15 năm ngày cưới của mình để quảng bá kêu gọi sự ủng hộ của 97 triệu dân trong buổi đại hội vạch mặt nhiều tên tuổi nữa của giới nghệ sĩ. Trong sóng livestream trực tiếp, bà Hằng đã kể một câu chuyện rùng rợn ở Malaysia về việc nuôi trẻ mồ côi để lấy nội tạng bán cho người giàu có và nói xem mặt ca sĩ Phi Phi cô nương cũng có trẻ mồ côi này tại Việt Nam là ca sĩ Phi Nhung. Tại vì cái đoạn này Đinh Lan quay bằng chứng nó lên đến 25 phút, cho nên Đinh Lan chỉ lấy cái đoạn mà kể rùng rợn thôi để cho bà con nghe. Tại vì có câu chuyện bình luận nó sẽ dài, cho nên là sợ nghe hết clip nó thì mất thời gian cho bà con. Tại vì tất cả những cái điều đó Đinh Lan đều nộp cho cơ quan cảnh sát điều tra công an của quận 3 thành phố Hồ Chí Minh theo đúng như cái tờ thông báo của thanh tra Bộ Công an chuyển đến. Đinh Lan nhắc lại, thanh tra Bộ Công an đã nhận cái tờ đơn này và nghiên cứu hồ sơ nha. Sau khi xem xét nội dung đơn, căn cứ quy định đó thì phải phối hợp của các đơn vị nè, gần như Bộ Công an nè, Bộ Quốc phòng nè, Bộ Tài chính nè, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn nè, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao quy định về việc phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện một số quy định Bộ Luật Tố tụng Hình sự năm 2015 về tiếp nhận giải quyết tố cáo, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố. Thanh tra Bộ Công an đã chuyển đơn đến Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận 3 thành phố Hồ Chí Minh để xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật. Là trình tự,
Cái nơi bà Hằng coi như là đăng ký thường trú là số 6 Nguyễn Thông, phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Cho nên đơn vị đầu tiên để giải quyết vấn đề này là phải là thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 3, thành phố Hồ Chí Minh giải quyết. Nhưng mà việc chuyển đơn này là từ của thanh tra Bộ Công an. Thanh tra Bộ Công an là giám sát thanh tra lại toàn bộ những hoạt động của công an trên cả nước. Bộ Công an là đơn vị cao nhất, thanh tra Bộ Công an là đơn vị cao nhất để thanh tra lại các cái sai phạm của công an các nơi. Do vậy, đơn này chuyển về thì chắc chắn công an quận 3, thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 3 sẽ làm việc. Qua dịch là khoảng ngày 16 tháng 8 thì trở đi, Đinh Lan sẽ có cái buổi làm việc trực tiếp với công an quận 3 về trường hợp của bà Nguyễn Phương Hằng và những cái nội dung Đinh Lan tố cáo. Ngày hôm nay chính phủ có vào cuộc không? Chính phủ vào cuộc. Vào cuộc cho nên mới có cái thư trả lời cho Đinh Lan thật kịp lúc như thế này. Trong các cái buổi ngày 2 tháng 8 có cái công văn này. Nhưng mà ngày 3 tháng 8 bà con biết cái vụ mà Mai Xuân Cường rồi gì? Mai Xuân Cường là ngày 3 tháng 8 là cái ngày hạn cho kênh lang thang đường phố cạo chọc đầu. Đó. Ngày 3 tháng 8 là kênh lang thang đường phố thề hứa là cá cược là sẽ đóng kênh nếu Đinh Lan không bị bắt. Từ ngày 14 tháng 7 đến 21 ngày sau chính là ngày 3 tháng 8 thì nếu Đinh Lan không bị đóng vô hộp bất kể dịch bệnh gì thì cũng xóa kênh. Nhưng mà đến cuối cùng thì cũng không xóa đâu. Những cái thứ mà cháo chở như là bà Nguyễn Phương Hằng hay là các cái kênh như lang thang đường phố con có bả thì không bao giờ xóa kênh đâu. Biết chắc chắn cái kết quả ngày hôm nay bà Nguyễn Phương Hằng có cái phát ngôn nữa là trong vòng từ 15 đến 30 ngày. Nhưng mà thôi ta cho 30 ngày là hơi xa đó, 15 ngày thôi. Nếu mà con Đinh Lan không bị bắt thì bả sẽ cạo đầu và không có thực hiện YouTube nữa. Thì lời hứa đó thì chắc chắn coi như là 100% bà cũng không thực hiện. Đó. Thì bây giờ hiện tại bức thư đến với Đinh Lan nó quá kịp lúc. Sau những cái ngày 3 tháng 8, ngày 4 tháng 8, ngày 5 tháng 8 thì phía sau Đinh Lan tuy rằng không nói ra nhưng những việc làm gì đều phản ánh lại một cái sự ủng hộ của chính quyền địa phương với Đinh Lan. Đinh Lan không dính dáng gì với pháp luật từ lúc xảy ra những cái bộ drama giữa bà Nguyễn Phương Hằng từ ngày 8 tháng 6 cho đến nay là ngày 10 tháng 8 là 2 tháng 2 ngày. Đó. Với cái việc như vậy thì phía sau lý do tại sao mà mọi việc nó cứ im hoài và cho đến giờ phút này thì qua mấy tháng rồi, tháng 6 26 tháng 6, 26 tháng 7, 26 8 tháng 8, 2 tháng 2 ngày. Cho nên là việc mà thư trả lời tới như vậy cũng là kịp lúc. Là vì sao? Hồi nào giờ rất là nhiều đơn thư gửi bà tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng nhưng mà đều không có thư xả lời. Có lẽ là thư bị thất lạc. Thứ hai, thư đến nhưng mà vì quá nhiều với lại không có cái nội dung cụ thể cho nên không ai giải quyết. Nhưng mà thư của Đinh Lan, thư duy nhất của Việt Nam, là một người tố cáo duy nhất của Việt Nam cho vụ bà Nguyễn Phương Hằng được Bộ Thanh tra Bộ Công an trả lời, là Thanh tra Bộ Công an đã biết về nội dung này và đã chuyển cho đơn vị đó để phối hợp. Bên đó chắc chắn thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 3 sẽ phải làm việc và báo cáo cho thanh tra bộ. Đó. Là thanh tra là nơi giám sát lại những hoạt động của công an trên cả nước. Rồi, bây giờ Đinh Lan nói về cái việc mà nội dung Đinh Lan nói nè. Kính thưa các cơ quan chức năng, tự do ngôn luận không đồng nghĩa với việc thích nói gì thì nói, thích viết gì thì viết nha. Bây giờ Đinh Lan nói nè. Thôi phải đọc lại để nói nha. Cái phần mà hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự quy định tại điều 155, điều 156 Bộ luật hình sự năm 2015.
hai cái điều 155, 156 thì Đinh Lan lại có một cái tờ đơn gửi cho cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh về tội bà Nguyễn Phương Hằng đã vu khống và làm nhục người khác, bôi nhọ Đinh Lan trên mạng xã hội, dùng những thủ đoạn đê hèn như để muốn tống Đinh Lan vào tù trong vụ án chủ mưu vụ án tống tiền 2 triệu đồng và làm hại bé Huỳnh Hằng Hữu, con của bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng. Cho nên hai cái điều này Đinh Lan đã gửi lên cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh. Cho nên ngày hôm nay khi cái điều này trong cái đơn ngày 25 tháng 6 Đinh Lan nói, nhưng mà nếu mà chỉ là cái tội mà vu khống bôi nhọ làm nhục trên mạng xã hội thì là làm cho những người khác thôi. Đó, ví dụ như làm cho ca sĩ Phi Nhung hay là Vi Anh hay là Đàm Vĩnh Hưng hay là tất cả những cái người Hồng Vân, nghệ sĩ Hồng Vân, tất cả những người khác chửi bới trên mạng xã hội bôi nhọ danh dự thôi. Nhưng mà những người đó người ta, tôi đã nói chung chung trong cái đơn tố cáo, nhưng ngày hôm nay đích danh bà Nguyễn Phương Hằng đã phạm vào cái điều 155, 156 Bộ Luật Hình Sự quy định. Thì ngày hôm nay Đinh Lan tiếp tục có được quyền cung cấp cho thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 3 về những cái rõ hơn về điều 155, 156. Do vậy cái vụ án Mai Xuân Cường Đinh Lan kéo có thể làm việc được với công an quận 3. Tại vì dẫu sao Bộ Công an mà còn chuyển xuống cho cơ quan cảnh sát điều tra quận 3 thì công an thành phố cũng chuyển về quận 3 cái đơn thứ hai của Đinh Lan thôi. Cho nên gộp hai lá đơn vô một thì ngày hôm nay có thể tự tin làm một điều rằng là những điều đó thì luật sư Vĩ, Hồ Xuân Vĩ đã làm xong cho Đinh Lan về nội dung đơn. Ngày hôm nay, tại vì theo quy định của pháp luật hình sự không được ủy quyền, nhưng mà nhờ cái vụ án Mai Xuân Cường đó mà bây giờ vụ án hình sự này đích thân Đinh Lan phải làm việc với cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 3 về việc tố cáo, tố giác tội phạm bà Nguyễn Phương Hằng đã vi phạm những cái việc gì từ trước tới nay, có những điều gì trong đơn. Đinh Lan sẽ tiếp tục được làm việc là hiện tại bây giờ Đinh Lan đang là người tố cáo, còn bà Nguyễn Phương Hằng đang là người bị tố cáo. Cho nên bà Nguyễn Phương Hằng chắc chắn phải đứng trước vành móng ngựa để mà nghe tuyên bố về cái việc mà mình đã phạm tội như thế nào trong suốt hơn 5 tháng qua. Cho nên là bằng cái clip này, Đinh Lan muốn gửi đến bà con, gửi đến những cái người yêu quý Đinh Lan, yêu quý cái chính nghĩa, yêu quý cái sự công bằng, để nói một điều rằng là chính phủ chắc chắn vào cuộc chứ không bao giờ mà để cho một cái con đàn bà ngông cuồng Nguyễn Phương Hằng, tên thật là Nguyễn Thị Thanh Tuyền, hàng ngày tắc quai tắc quái, vợ của ông Huỳnh Uy Dũng, công ty cổ phần Đại Nam như vậy. Cho nên là ngày hôm nay không bao giờ có cái chuyện là chính phủ im lặng để cho con đàn bà ác quái vô học này để mà chửi bới thoá mạ bất cứ một người nào trên mạng xã hội. Cho dù bà ấy có chứng nhận tâm thần vào cái ngày 7 tháng 6, bác sĩ nào đó chứng nhận cho bà tâm thần, hoàn toàn bà con cứ thấy không, trên mạng xã hội bà chửi như thế thì có nghĩa rằng một người nào tâm thần mà ăn nói lưu loát và chửi đúng như vậy không? Chửi đúng những cái từ mà không chật đi một từ nào, không vấp một từ nào. Có phải là do cái bản chất của bà Nguyễn Phương Hằng là một cái người lăn lộn trên giang hồ, cho nên những cái câu chửi đó nó trở thành, nó ăn sâu vào trong người của mình rồi, cho nên chửi không hề vấp váp, chửi những văn từ thô tục, kêu gọi những cái từ thô tục. Ví dụ như cái này là Đinh Lan còn chưa có nói rõ về cái việc là kêu bãi bỏ quốc hội rồi biến cái câu bà mẹ Việt Nam anh hùng thành câu chửi thề, Đinh Lan không nói luôn á. Nhưng tất cả những cái gì bằng chứng Đinh Lan quay hết vào bằng clip. Clip nào bà Nguyễn Phương Hằng nói bãi bỏ quốc hội, clip nào bà Hằng chửi bên nghệ sĩ là chó, không có nghệ sĩ dân tình chết hết hả này nọ, clip nào bà nói về cái việc ngoại tình không có tội, clip nào bà đi kêu gọi truyền bá một cái nội dung sai lệch, đó là hút thuốc thì tốt cho phổi, bổ phổi, còn uống rượu thì tốt cho gan,
còn móc túi là nâng cao tay nghề, đánh bài là mở mang trí tuệ. Tất cả những cái câu nói đó Đinh Lan đều quay lại thu thập thành clip, thành một những cái đoạn clip như vậy để mà gửi cho cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 3 để mà xử lý cấp địa phương trước. Xong dần dần nếu mà cấp địa phương không thỏa đáng thì Đinh Lan sẽ lên cấp thành phố. Cấp thành phố mà không thỏa đáng thì Đinh Lan sẽ trở lại chỗ thanh tra Bộ Công an và Bộ Công an để giải quyết cấp thứ ba. Cho nên theo trình tự như vậy thì Đinh Lan nghĩ rằng chính phủ cũng không để yên đâu. Chắc chắn 100% chính phủ không để yên. Cho nên là cái ngày 3 tháng 8 bà con thấy không? Vụ việc không có chuyện gì hết. Buổi chiều chú tổ trưởng tổ dân phố cùng cô hội trưởng hội phụ nữ đi phát thanh long cho từng nhà thì Đinh Lan 4 giờ chiều Đinh Lan xuống nhận thanh long ngày 3 tháng 8 vui vẻ không có chuyện gì hết, mà các cái kênh lang thang đường phố lại quay là Đinh Lan cố thủ trong nhà không chịu đi. Nếu mà tôi có tội thì cho dù bà cố thủ hay không thì tổ trưởng nè, công an của tỉnh Bình Dương phối hợp với chú tổ trưởng tổ dân phố, cô hội trưởng hội phụ nữ cùng với cảnh sát khu vực, dân phòng, tất cả mọi thứ độc lệnh bắt liền, không có là vô trong cầu vô trong nhà còng đầu luôn, chứ chẳng có chuyện cố thủ trong nhà nếu như tôi có phạm tội. Còn ngày 4 tháng 8 cũng không có chuyện gì. Ngày 5 tháng 8 thì kênh lang thang đường phố lại nói là tôi 1 giờ rưỡi chiều đã lên công an quận, rồi không biết vụ gì, vụ về an ninh mạng, rồi tất cả những cái phát ngôn về phản động. Nhưng mà xui cho họ là 3 giờ rưỡi chiều ngày 5 tháng 8 thì Đinh Lan đi chích ngừa ở viện y dược học dân tộc. Đó, chích ngừa vaccine COVID. Cho nên những cái việc bạn nói ra hoàn toàn bịa đặt. Tất cả các kênh mà bưng bô bịa chuyện là hoàn toàn bịa đặt. Còn ngày hôm nay, hôm qua lại xảy ra một cái việc mà có cái người nào đó nói là chụp hình cho tôi nợ tiền chụp hình. Nè, nói lại nha, tôi không thèm nhắc tên cái kênh nào đã đưa tin, và tôi không thèm nhắc tên mà cái người mà chụp hình cho tôi. Tôi chỉ nói ngay điều rằng, khẳng định 100% một điều rằng, chính tôi là người trả tiền đầy đủ, thậm chí còn cho cái cậu ta mượn tiền khi cậu ta vừa dính vào cái tiền mà vay nóng vay lạnh lãi suất 30% rất là khổ sở. Cho nên tôi là người cho mượn tiền nha, mà không trả đến nỗi tôi phải qua bên chỗ công an, chỗ bên hông chợ gì ta, chợ Tân Định đó, công an phường đa, không phải phường Đa Cao, phường gì bên hông chợ Tân Định đó, để kêu cậu ta. Lúc đó cậu ta mở cái cửa hàng chụp hình ở chỗ Trần Quang Khải, kêu cậu ta lên bắt buộc. Thì lúc đó đứa một người em cách nghĩa của tôi làm phó giám đốc của công an ấy, phó công an của một phường khác chạy qua, bắt đầu mới kêu cái anh trưởng công an cái phường, cái chỗ bên chỗ công an phường chỗ Tân Định đó, động viên thằng đó trả tiền đi. Thì lúc đó nó mới phải đem tiền tới trả tiền cho tôi, và trả lại cho tôi những cái cuốn album mà nó chiếm đoạt đó. Cho nên cái chuyện á, tôi không thèm nói ra. Giữa vai trò của tôi đường đường như thế này, bao mấy chục năm tôi chủ tịch công ty Việt Phim từ năm 2002 cho tới bây giờ, chẳng lẽ chủ tịch một công ty Việt Phim mà lại đi chụp hình những cái album kỷ niệm ha, mà lại thứ nhất là thiếu tiền, cái thứ hai mà không trả no. Thậm chí tôi trả tiền cho tất cả các nơi nha, và tôi còn cho nó mượn tiền khi nó bị dính vô nợ xã hội đen, đóng cái tiền nhà chỗ bên Trần Quang Khải đó. Tôi cho nó mượn mấy chục triệu nó đóng tiền nhà đó, nó không trả, rồi cuối cùng nó lại giữ cái cuốn album đó hoài không chịu giao. Cho nên chính tôi là người đi tố cáo cái thằng chụp hình đó của tôi đó. Bây giờ thì nó coi như mặt bằng nó cũng trả rồi, không cam nổi, bây giờ nó đi lang thang đói khổ, cho nên bây giờ lên trên mạng để kiếm tiền đồng nào từ những cái YouTuber đó, cho nó phát được đồng nào hay đồng đó để lên làm chứng. Mọi người đừng có cái chuyện có thì đặt chuyện như thế này đảo ngược trở lại 100% để đi bôi nhọ. Chuyện không đúng. Chuyện đó nói là người mượn tiền tôi, thậm chí tôi không có tiền mà tôi còn, tại vì lúc đó tôi đang ở sân bay. Tôi đi từ sân bay ở bên Viên Chăn bay về Việt Nam, cho nên là
cậu ta ở nhà bị bức bối quá cho nên tôi mới nói là điện thoại cho nhỏ bạn thân nhỏ Hương á, ở bên cái khu mà miếu nổi đường Phan Xích Long á, nói là ok khi nào cái thằng chụp hình Nguyễn Dũng nó chạy qua á thì mày cho mượn đi chút xíu nữa tao xuống sân bay thì tao trả tiền cho. Đến nỗi như vậy nữa đó, thì tới chưa tôi về tới Việt Nam, tôi quý cái cậu đó, là cái cậu đó chụp hình cho tôi quý, và tôi sẵn sàng kêu bạn của tôi nha ở Phan Xích Long á, là cho ở đường Hoa Lan Phan Xích Long á, Hương á, kêu bạn đó là ok cậu đó tới thì mày cứ cho cậu ấy mượn tiền đi rồi chút xíu nữa tao về tao trả. Đến nỗi như vậy nữa đó mà bây giờ ngày quay qua hơn nói là tôi nợ tiền chụp hình, thôi mệt quá đừng bịa chuyện nữa, tôi chả nợ gì ai cả, nếu mà nợ tôi không đường đường hoàng như thế này nha. Rồi dạ kính chào bà con, tất cả mọi việc nó đều ổn thỏa nha. Bây giờ chỉ đợi cái ngày mà bà Hằng bà nói, thì bây giờ bà nói thì đâu ai tin nữa rồi, hồi nào giờ tất cả những lời bà hứa đi đầu xuống đất khi ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng không được biểu diễn kể từ ngày hôm nay, thì hôm qua Đinh Lan đã nói rồi, đó là cái clip cách đây hơn 2 năm, thì cái những cái chuyện đó thì Đàm Vĩnh Hưng đã nhận lỗi rồi và chuyện qua lâu rồi ha. Thì ngày hôm nay lại bắt đầu bơi ra để chi, để lại là một cái đề tài để chửi bới trên mạng xã hội nữa, có điên có khùng đi chăng nữa, có kiếm tiền trên YouTube cũng đừng có bất chấp mọi thủ đoạn vậy chứ bà Nguyễn Phương Hằng ha. Còn các cái kênh mà nói về tôi không thèm nhắc nữa, từ nay chỉ đi tôi không nhắc, nhưng mà chỉ nói một điều rằng không đáng ha. Càng kênh lang thang đường phố làm được cái gì đó là hôm qua trực tiếp nhà Đinh Lan tưởng sao, đứng ở ngoài cái chỗ chặn ngoài kia đó, đứng ở ngoài đó rồi nói này nói nọ luôn luôn, đâu có được vô đâu, tại vì ngay đầu đường và cuối đường đều ngăn varen, ngăn luôn không vào được luôn á, ngăn cả cuối hẻm 140 và đầu hẻm 140. Nhà Đinh Lan ở giữa 140 trên 22 Lê Đức Thọ. Cho nên là việc mà bây giờ vào trong đây quay là không được nữa rồi. Các anh Kim Mao gọi điện thoại nói: "Đinh Lan, kêu công an tới để ấy, cái này bây giờ có ai vào được khu phố này đâu, ngoài những người dân ở đây." Đó. Và ban đầu thì nó nói là người của kênh lang thang đường phố thuê đối diện nhà Đinh Lan thì được quyền quay. Xong cái ngày hôm sau thì nói: "Trời ơi, cái ông đó ông nhà người ta giàu lắm á, người ta chạy ép thắt này nọ đó." Cho nên là ngày hôm sau, rồi ngày hôm sau nữa là hôm qua thì nói là trực tiếp nhà Đinh Lan mà đứng ở ngoài hàng rào á, đứng xa xa nha, xa cả hơn 100 mét á, rồi đứng quay về cái góc xa xa ngôi nhà, sao ngôi nhà của mình được lên trên mạng nhiều dữ và quảng bá cho đông trùng hạ thảo Vina dữ vậy các bạn nha. Rồi cảm ơn hồi hôm qua đã có, không phải cảm ơn đâu, nói sự thật nha, có nhiều bạn comment vô: "Chị ơi chị cẩn thận nha, coi chừng cái người của bên phía bà Hằng cài vô mua thuốc rồi xảy ra chết người là chị có chuyện." Dạ, thứ nhất tất cả những thuốc mua dùng cho bà con nó đều có danh mục thuốc. Nếu như mà mua thuốc dùng cho bà con thì tôi chỉ chỗ cho bà con đi mua thực sự, tôi chỉ dùm thôi, tôi là người kê toa dùm và chỉ dùm cho tất cả các bạn. Rồi các bạn nhờ tôi nấu thì ok, tôi sẽ nấu dùm cho, tiền công thợ nấu nó có 1,8 triệu mà. Đó, tiền thuốc á, ví dụ như là 8,2 triệu, nghĩa là 10 triệu. 2 triệu đem cái thuốc đó đi kiểm nghiệm, sau khi nấu xong đem cái thuốc đó, cái cao cô đặc đó, tôi đem đi kiểm nghiệm, người ta lấy phí 2 triệu, nó thành 12 triệu. Thì tôi nhận các bạn 12 triệu đó là tôi đang làm dùm. Tại vì bây giờ về bệnh tật có theo cái duy tâm người ta nói, khi mình đi xem quẻ mà mình không đưa tiền thì cái quẻ nó không linh. Còn khi mình đi mua thuốc uống mà mình thuốc đó là được cho thì thuốc đó cũng không hiệu nghiệm. Cho nên người ta mới phải có những cái chỗ phòng thuốc từ thiện, nó có cái hòm công đức để người ta bỏ vô trong đó bao nhiêu ủng hộ. Thì nếu một thang thuốc nó có 80.000 đi, nếu như bạn đi 80.000 đồng Việt Nam á nha, Đinh Lan đang nói nếu thang thuốc có 80.000, nhưng khi mà các bạn đi bốc thuốc ở phòng thuốc từ thiện thì các bạn nhiều khi người nghèo càng nghèo người ta càng càng càng
càng sột đó, tại vì người ta thương trong cảnh nghèo, người ta biết rằng ok mình làm cái hành động này để mà giúp cô này, cô có cái tiền để cô đi mua dược liệu để cô giúp cho những người nghèo hơn mình, cho nên người ta lại không bỏ vô trong đó 80.000 đồng theo giá thỏa thuận, theo cái niêm yết trên thị trường, mà người ta bỏ vô trong đó nhiều khi 500 đến 1 triệu. Cho nên những người làm từ thiện như vậy thật sự là giàu lắm luôn á. Nhưng mà Đinh Lan không làm cách đó, Đinh Lan nấu giùm, kê đơn giùm. Thì hồi hôm qua có, tại vì khi mà các bạn nấu thuốc một ngày các bạn nấu 5 tiếng là các bạn lấy ra các bạn uống rồi. Nhưng thật sự Đinh Lan cô đặt lại thuốc, Đinh Lan nấu đến 48 tiếng. Mỗi một lần Đinh Lan nấu 5 tiếng, sau khi rửa sạch dược liệu rất là bẩn do cát bụi và chất bảo quản. Nếu chúng ta không rửa sạch bằng những lần nước, đừng sợ dược liệu sẽ mất mất đi chất thuốc. Dạ, tôi nấu 48 tiếng đồng hồ nó còn chưa ra hết được thuốc nữa, chưa đừng nói mà rửa nước lạnh mấy lần mà hết thuốc. Cho nên Đinh Lan công đoạn để cô đặt dược liệu như thế này, nấu đổ hết tất cả những cái vị thuốc đó vô trong một cái nồi 200 lít. Đinh Lan rửa sạch bằng nhiều lần nước, bơm nước ở trên ở dưới là xả, cứ làm như vậy nhiều lần, ngập nước xả đi nhiều lần như vậy, cuối cùng mới khóa van phía dưới lại và ở trên đổ ngập nước vô nấu 5 tiếng. 5 tiếng Đinh Lan rút nước cốt để qua một bên một cái thùng, và như thế 9 lần 5 45 tiếng. Đến cuối cùng sau 45 tiếng rồi, bây giờ cái thuốc, cái xác thuốc nó chỉ còn cái xác thôi, không còn cái gì nữa cả. Bắt đầu mới hốt cái xác đó ra ngoài, bỏ ra ngoài, xong sau đó rửa lại sạch cái nồi 200 lít đó. Rửa sạch xong đó là khóa van lại, đổ hết 9 cái lần nước cốt kia vô để cô đặt thêm 3 tiếng nữa và để nguội rồi đóng vô các chai cho bà con. Đó là Đinh Lan, người ta lấy công 1.8 triệu, thầy danh dự luôn nha, công dân lấy 1.8 triệu. Đó, bao gồm luôn cả tiền điện và tiền công. Người ta phải nấu trong vòng 48 tiếng là 2 ngày, thức canh liên tục 2 ngày để nấu. Đó là công nhân làm trên đó lấy 1.8 triệu luôn cả tiền điện. Còn tiền chai và nhãn tem này nọ, giấy phép, giấy kiểm nghiệm là của Lan á nha. Thì thử hỏi Đinh Lan hôm qua có 3 người, có 3 người, một người ở Việt Kiều Nhật, Đinh Lan nói rồi, và một cô là Việt Kiều Đài Loan, mua ở đây xong rồi nấu xong rồi gửi đi. Thì cái anh Việt Kiều Nhật thì chuyển cho Đinh Lan 13.500.000. Còn cái cô Việt Kiều Đài Loan thì chuyển cho Đinh Lan 12.000.000. Còn một cô ở Việt Nam nữa chuyển cho Đinh Lan 12.000.000. Thì hôm qua thì xong 3 đơn thuốc. Hiện tại bây giờ thì hôm qua cũng rất là bận để mà làm 3 đơn thuốc đó cho dùm cho khách hàng của mình. Nhưng Đinh Lan có lần nấu thuốc, nấu cao, chị thái hóa đốt sống cổ cho một vị đại